Tất cả các bạn nha, video làm giới thiệu bạn tham gia một chương trình AirDrop nhận 200 token DeFi các bạn. Thì để tham gia giám này các bạn click phần link mô tả dưới video mình, các bạn đăng ký một cái tài khoản này nha. Đầu tiên thì các bạn điền địa chỉ email của mình nha bạn. Anh Dương Quỳnh. Tiếp tục cái mã M là cái mã email mà để dưới phần link mô tả, các bạn copy các bạn dán vào nha bạn. Các bạn dán vào đây nè. Rồi các bạn bấm get 200 free coin các bạn. Rồi sau khi bấm get series 200 các bạn vào mail confirm mail nha các bạn. Tất cả các bạn lục hết tất cả hộp thư spam nha bạn. Hộp thư chính không có, tất cả hộp thư này các bạn. Rồi nha các bạn, nó sẽ gửi về cho tất cả các bạn một hộp thư nha bạn. Các bạn lập tất cả các hộp thư nha bạn. Có dự án là đi Decontry nè bạn. Verify mail nè. Rồi các bạn bấm vào đây, các bạn verify mail nha. Các bạn bấm vào click here nè. Rồi các bạn nhấn vào verify mail nha bạn. Rồi các bạn lướt xuống phải các bạn, chạy xuyên qua. Trong đầu tiên thì các bạn điền lại email các bạn đã đăng ký trên web nha bạn. Xem đầu các bạn xác nhận địa chỉ email các bạn đã đăng ký trên web nha bạn. Dòng thứ hai thì các bạn copy địa chỉ ETH Ethereum trên giấy chúc collect nha bạn. Các bạn dán vào đây nè. Mình qua mình lấy các bạn. Tất cả các bạn qua địa chỉ giấy chúc collect mình ra nè. Các bạn chọn vào ba như bên cùng nữa bạn, các bạn chọn vào mạng BB sầm ETH nha bạn, trên giấy chất wallet bạn copy địa chỉ ETH này nè các bạn, Ethereum. Rồi các bạn bắt đáp lời các bạn dán vào đây nha tất cả các bạn. Rồi nha các bạn, bấm vào submit wallet address nha bạn. Ok, vậy là xong các bạn, mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình AirDrop nhận 200 token DeFi. Đến đây cũng kết thúc, mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.